Quán ăn drama nhất top top của TikToker xù lèo. Ngồi ăn trên cái sàn được ốp gạch tận 100 củ. Thì liệu có gì đặc biệt? Anh ơi em chưa có cơm. Chưa có cơm hả? Khúc này cho tôi 3 giây mê trai nha. Ở ngoài anh xù lèo đẹp hơn trên clip nha mọi người. Đây là quán bếp khói nhà Leo. Trước quán sẽ để cái bảng phần cơm ngày hôm nay luôn. Mỗi phần sẽ là 80.000. Quán sẽ nằm dưới một con dốc. Bạn nào đi xe máy thì chạy thẳng xuống luôn. Còn đi xe hơi thì tụi tôi là phải đi bộ xuống xíu. Được một cái quán rất là chỉnh chu menu. Lại nằm trong cái quạt nhìn hơi bị khéo léo luôn á. Nhóm tụi tôi là đi 9 người quyết định chọn 3 phần cơm thôi. Và có gọi thêm 2 phần ba chỉ cháy cạnh, 2 phần ớt xào xe ớt và 2 phần sườn xào chua ngọt. Một phần 80 cành sẽ gồm có các món như là salad, su su xào, cá lóc kho tộ, gà kho xà ớt và tôi đổi cái món canh bầu thịt bằm thành canh chua cá bớp nha. Và cái món như gà kho xà ớt á thì cái phần nêm nếm đậm đà nhưng mà cái phần thịt gà nó chưa có được thấm vô cho lắm. Nhưng bù lại cái món cá lóc kho mọi người ơi ngon đỉnh cao nha, rất hợp khẩu vị với tôi luôn, nó sẽ thi ngọt một xíu và ăn cực kỳ hợp với cơm luôn. Nhưng mà không biết là do nhóm tôi đi đông quá nên là nhân viên mấy bạn hơi bị rối một xíu hay sao á mà mang hết đồ ăn lên chưa mang cơm. Về khẩu vị của tôi thấy là ở đây được nêm nếm đậm đà này nhưng bị một cái là bên trong thịt nó không có được thấm vô cho lắm. Nhưng mà điểm cộng là quán rất là chỉnh chu từ cái chuyện bếp khói này, nhân viên mặc đồ cũng rất là đẹp nữa. Tổng cộng tất cả các món tôi gọi luôn nước là 1 củ 2 ra mọi người 130 cành nhưng mà no cành hông luôn.